Mà các xin chào cô chú các anh chị và các bạn thân mến. Cảm ơn cô chú các anh chị và các bạn thời gian qua đã xem kênh Mẫn Vlog 84 của mình. Thì hôm nay Mẫn Khắc sẽ review cho các bạn xem một video tiếp theo nữa là nói về các anh thợ bốc mộ trong nghĩa địa nha các bạn. Thì nói về bốc mộ thì chắc các bạn có lẽ ai cũng là thấy sợ, thấy xác, thấy này kia, nhưng đưa lên hình ảnh lên YouTube thì sẽ không có những cái hình ảnh ghê rợn đó các bạn. Chủ yếu là Mẫn Vlog đó, là mô tả lại cái công việc của những người thợ bốc mộ. Và trong khi đó Mẫn Khác cũng vậy, Mẫn Khác cũng đi theo những cái người anh đó để mà xông pha vào trong đó để chứng kiến những cái hình ảnh đó. Mẫn xin phép được ghi lại để chia sẻ với cô chú các anh chị và các bạn xem YouTube. Và cái điều thứ hai nữa là Mẫn Khác muốn chia sẻ với các bạn như vậy, là kênh của mình làm là cách nay là khoảng gần 2 tháng, nhưng chỉ có 527 lượt đăng ký thôi các bạn. Thì Mẫn Khác cũng cần có những lượt subscribe, những lượt đăng ký, mong các bạn ủng hộ mình thêm để mình có động lực để mình đi quay thêm về những cái nghề nghiệp khác, không riêng gì nghề bốc mộ. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Kéo ra sao? Ê Thỏ, Thỏ, này nè, thì chị em lại chị mượn em này coi. Em đưa cho cái ông đó đó, hốt nấm trà bỏ vô cái hũ này rồi lát ông bắn silicon vô trong cái hàng á. Rồi mượn ông bắn cái hũ này lại kính luôn. Bỏ vô trong cái nào? Rồi ông xin một nấm trà bỏ vô cái hũ đó. Hiểu không? Dạ, trà chứ đâu có là đi đâu. Chị biết chị không, làm đi em. Đã mượn cái ông đó rồi bắt lâu lát ông bắn silicon vô trong cái hàng này nè. Chưa nha. Rồi mượn ông bắn cho nó dính lại luôn. Bỏ nắm trà vô đó. Rồi lấy cái hũ silicon đó rồi mới bắn vô đó cho nó dính luôn. Kính dữ à. Bắn vô cho nó kính cái hũ đó luôn. Em để nó đi một lát mấy ông bắn cái hàng này nè, rồi mấy ông sẵn đó mấy ông bắn dùm vô luôn, nó kính lại chứ khỏi mang ra ông Nam, chứ ra ông Nam cũng làm à. Ngày mai 8 giờ mới cúng. Đưa cho ông bán cái hũ nó kính lại đi, rồi đưa cho chị đi, lát lạc mất của con ấy đó. Được luôn rồi. Ê.
Quá trời luôn, dập cát nó sập xuống nó ém là cứng nhắc. Sập cát thì lấy lông cát. Dạ. Thế rồi xài á. Xong rồi hết rồi.